Hello everybody, Rain Ray 8 at Chu Văn An School. Xin chào các em học sinh lớp 8 trường Chu Văn An. My name Hồ Thị Kiều Nga. Today we continue English on website Chu Văn An. Cô phụ trách môn tiếng Anh lớp 8. Hôm nay chúng ta tiếp tục học tiếng Anh trên trang web trường Chu Văn An của mình nha. Trước khi vào bài mới, cô có một trò chơi nho nhỏ như sau. Các em quan sát. Play game. Answer the following question. Các em hãy trả lời các câu hỏi như sau. Where the boy sitting? What is he wearing? How about cherry blossom? Chúng ta chỉ có hai câu thôi. Để trả lời được câu hỏi này, cô sẽ cho em xem một đoạn video clip nhỏ. Các em hãy quan sát cho kỹ để chúng ta có thể trả lời những câu hỏi này nhé. Are you ready? Now, let's watch. Các em mới vừa xem xong đoạn video clip ngắn. Vậy các em có nhớ mình sẽ trả lời câu hỏi như thế nào không? Are you ready? Now check your answer. Number one. The boy is sitting on the street. He is wearing a yellow t-shirt. Các em trả lời có giống câu trả lời này không? Có thể các em có thể trả lời câu cách khác cũng được. Nhưng cô có cái câu trả lời gợi ý như sau. Ngoài ra từ câu trả lời này cô cũng có một cái câu trả lời khác. Các em có làm giống không nào? The boy wearing a yellow t-shirt is sitting on the street. Bạn thấy wearing a yellow t-shirt là một cái cách câu trả lời ngắn khác mà đầy đủ nghĩa, cũng tương tự như câu trả lời phía trên. Ở câu này chúng ta sử dụng gì vậy? Yes, present participle. Vì mang nghĩa chủ động cho nên where thêm in ở chỗ này để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó. Và cái mệnh đề wearing a yellow t-shirt này là sử dụng cách present participle. Number two, cherry blossoms are very beautiful. They are planted along the street. Những cây bông hoa anh đào thì rất là đẹp, chúng nó được trồng dọc theo con đường. Các em có trả lời như thế không? Ngoài ra, cô cũng gợi ý thêm cho các em cách trả lời câu khác như sau. Cherry blossoms planted along the street are very beautiful. Trong trường hợp này, các em thấy planted along the street, chúng ta sử dụng cách gì để biết vậy? Past participle. Right. Ở đây, past participle là quá khứ phân từ. Quá khứ phân từ có nghĩa là động từ nằm trong bảng động từ bất quy tắc cột thứ 3, the third column in irregular verb, trong bảng động từ bất quy tắc cột thứ 3. Nếu có quy tắc thì chúng ta thêm đi, các em lưu ý nhé. Như vậy, qua cái game nhỏ này, chúng ta ôm lại được cách sử dụng dạng present participle và past participle. Và vừa rồi chúng ta vừa xem clip chúng ta đi du lịch ở đâu nào? Washington ở nước Mỹ. Và cô mời các em cùng với cô đi tham quan du lịch ở một số nơi khác bằng cách qua bài Unit 10, A Vacation Abroad. Open your book please. Các em hãy mở sách giáo khoa để trước mặt mình nào. Lesson 1. Getting started. Listen and read. Are you ready? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Nào, chúng ta vào bài
Phần đầu tiên, Getting Started. There are six pictures, có 6 cái bức tranh ở phía trong này. And the name, Canada, Britain, Thailand, Australia, Japan, the United States. Các em hãy match the name of the country with appropriate picture of land. Hãy nói những cái tên của mỗi đất nước này phù hợp với những bức tranh hoặc là những lá cờ ở phía dưới. This is very easy. Are you ready? Check your answer. A. The United States of America. That's right. Why? Because it's a statue of liberty. Yeah. Trong tranh đó là tượng nữ thần tự do. Và cô mở gửi giới thiệu thêm cho các em. It's black. Đây là lá cờ của nước Mỹ. And we he is cowboy. What is he wearing? He is wearing jeans. Yes. Nói đến đất nước Mỹ, người ta sẽ thường hay liên tưởng đến những anh chàng cowboy mặc đồ jean. B. Australia. Why? Yes, that's right. Đây là cái nhà hát rất là nổi tiếng, có mái vòm hình vỏ sò. Opera House. Yes. It's black, là lá cờ của nó. Ngoài ra, cô giới thiệu thêm cho các em. Đây là một con vật rất dễ thương. What is it? Kangaroo, yes, that's right. C. Thailand. Nói đến Thái Lan, chúng ta sẽ thường hay liên tưởng đến một xứ sở rất nhiều. Pagoda, yes, that's right. And temple. Ngoài những ngôi đền chùa ra, chúng ở Thái Lan còn có floating market, chợ nổi. Ở Việt Nam mình cũng có chợ nổi, nhưng mà các em quan sát kỹ cái nón và trang phục của họ khác với của mình. Ngoài ra, it's black, đây là lá cờ của Thái Lan. Britain, D, because it's black, đúng rồi, đây là lá cờ của nước Anh. Cô giới thiệu thêm cho các em một cái địa điểm. Các em nhìn đằng xa, các em thấy cái tòa nhà có cái gì đó. Yeah. Có một cái đồng hồ ở đây rất là nổi tiếng. Tên cái khu vực này gọi là Big Ben. Rất nhiều du khách đến đây tham quan. Và có một vị rất là được nhiều người ngưỡng mộ. Đố các bạn là ai nào? Đúng rồi, nữ hoàng Elizabeth. Đi Canada. Nói đến Canada, chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến một đất nước gì? Đúng rồi, it's black. On it's black, they have maple leaf. Nó có lá phong. Và đất nước này có rất nhiều maple forest. Vào mùa thu, khi mà thay đổi mùa, thì lá cây nó rơi rụng và những sắc màu trên những cái lá phong này rất là đẹp. Ngoài ra, cô giới thiệu thêm cho các em. Đây là một cái dòng thác. Cái khu vực này nó nằm giáp ranh biên giới giữa Canada và nước Mỹ. Thác này là gì? Niagara Falls. Và điểm thú vị ở đây là rất nhiều du khách đến tham quan ở phía Canada muốn tham quan dòng thác này để tránh bị ướt. Người ta thường hay mặc áo mưa màu đỏ. Và ở Mỹ thì người ta sẽ mặc áo mưa màu xanh. Họ đi trên những chiếc thuyền chạy dọc theo cái dòng thác này thì rất vui vẻ và thân thiện. Cái cuối cùng nào, Japan, that's right, it's black, đây là lá cờ của nó. Và có cái gì hoa gì đặc trưng đó bạn? Cherry blossom, đúng rồi, đó là hoa anh đào. Ngoài ra, cô giới thiệu thêm cho các em nói về đất nước Nhật. Thì chúng ta có người phụ nữ đang mặc áo gì đây? Kimono. Ngoài kimono ra, và ở nước Nhật có một cái điểm đặc trưng, đó là người ta nghĩ tới sashimi, một xứ sở rất thích ăn những cái thực phẩm như thế này. Vậy, nói tóm lại, nãy giờ chúng ta đi được rất nhiều nơi trên thế giới. Cô cũng giới thiệu cho các em một số điểm đặc trưng. Vậy các em có thích đi du lịch nước ngoài không? Nếu thích, các em hãy đặt câu hỏi với bạn của mình hoặc người thân của mình bằng cách Which country would you like to visit and why? Để chúng ta luyện thêm cách kỹ năng nói. Now, for example,
Which country do you want to visit? I like to visit Australia. Why? Because Australian people are friendly. Kem cố gắng luyện tập nói thường xuyên để chúng ta luyện kỹ nghe phản xạ, nghe, nói nha. Rồi, chúng ta vào phần thứ hai của bài học ngày hôm nay. Listen and read. Look at this. Who is this? This is Mrs. Smith. And who is that? That's Mrs. Wing. What are they talking about on the phone? Họ đang nói chuyện với nhau về vấn đề gì trên điện thoại vậy? Em hãy sẵn sàng nghe. Listen and read. Are you ready? Listen and read. Hello. May I speak to Sandra, please? Speaking. Sandra, it's Gwen. I'm calling from Hanoi. Hello, Gwen. This is a nice surprise. Tan and I are coming to San Francisco on Monday. That's wonderful. Would you like to come and stay with us while you're in town? That's very kind of you, but we're coming on a tour. Our accommodation is included in the ticket price. Then you must come over for dinner one night. Yes, we'd love to, but we'll only be in town for 3 nights. We leave on the 28th. Are you free on Tuesday evening? No, I'm going out that night, but I'm not busy the following evening. What about Tan? Will he come with you? No, unfortunately, he has a business meeting in the evening. Oh, dear. He's always working. Well, I'll pick you up at your hotel. Shall we say 7 o'clock? That sounds fine. Ah. By the way, can you tell me what the weather is like so I can bring suitable clothes? It's fine. It's sunny and cool, so you don't bother to take so many warm clothes with you. Thanks, Sandra. See you then. Bye. Bye. Rồi, các em vừa nghe bài đàm thoại, các em có thể nghe lại nếu như thấy cần thiết. Để dễ hiểu bài hơn, cô giới thiệu cho các em một số vocabulary trong bài này như sau. Surprise, các em nghe và lặp lại. Surprise. Từ này có một cái từ nữa mà chúng ta cũng đã học ở học kỳ 1, các bạn có nhớ không nào? Amaze, nó bằng với từ amaze. Danh từ của nó là amazement. Trong unit 4, tính từ và trạng từ nó được hình thành tương tự giống như chữ amaze. Các em thấy rất là dễ học. Từ tiếp theo nè, come over. Lặp lại nha, come over. Be included in the ticket ride. Lặp lại nha, be included in the ticket ride. A business meeting, a business meeting. Pick somebody up. Bài hôm nay từ vựng rất là đơn giản, các em tìm hiểu. Và các em nhớ có một người bạn đồng hành học với các em mà viết bài, thì em phần đó các em cũng viết bài nha. Trong phần bài này có một cái phần chú ý nhỏ như sau. Kem quan sát trong sách giáo khoa có cái câu thế này. Our accommodation is included in the ticket ride. Chỗ ở của chúng tôi được tính vào trong giá vé. Is included, đó là động từ ở dạng gì vậy? Passive, đúng rồi, thể bị động. Nói đến việc sử dụng động từ ở thể bị động thì các em nên nhớ chúng ta phải thêm động từ be. Và động từ chính của mình sẽ dùng verb past participle. Past participle như cô đã nói, nó là cột thứ 3 trong bảng động từ bất quy tắc. Nếu có quy tắc thì chúng ta thêm ed. Kèm lưu ý, động từ thụ động be plus verb past participle. Listen and read. Kèm đọc lại phần đó lần nữa. Để hoàn thành bài tập sau đây, exercise 1, complete Mrs. Wing's schedule. Em nhìn vào trong sách. That
ngày Monday, ngày đi đến của bà Quyền. Tuesday, Wednesday, Thursday. Theo lịch trình schedule thì ngày thứ hai bà làm gì, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Kèm tìm hiểu và underline gạch dưới trong sách giáo khoa, rồi sau đó chúng ta hãy điền vào. Check your answer. Kèm kiểm tra lại. Now, Monday, she come to San Francisco, right? Đây là trong sách người ta làm mẫu sẵn cho các em, gợi ý giúp các em cái đầu tiên. Cái thứ hai, on Tuesday, các em tìm xem coi cô Nguyên làm gì nào. Going out, yes, right. On Wednesday, having dinner with the Smiths. And Thursday, leaving San Francisco. Các bạn nào làm đúng như vậy thì giỏi quá. Well done. Answer the following question. You read the conversation again between Mrs. Smith and Mrs. Nguyên. Các em hãy đọc lại bài đàm thoại giữa cô Smith và cô Nguyên lần nữa để các em có thể trả lời các câu hỏi sau đây. Are you ready? A. Will Mrs. Nguyên and her husband stay at Mrs. Smith's house? Why? Why not? Cô Nguyên và chồng của mình ở nhà của cô Smith, có phải vậy không? Why? Tại sao phải? Tại sao không? Check your answer. Các em nhớ gạch dưới rồi mình biết sao nha. No, they won't. They will stay at the hotel because their accommodation is included in the ticket, right? Không, họ ở khách sạn bởi vì chỗ ở của họ được tính vào trong giá vé. Các em lưu ý trong bài đàm thoại của các em thấy có từ our, đó là do xưng hô giữa cô Nguyên và cô Smith. Nhưng mà đây là câu trả lời người ta hỏi các em, thì cho nên các em phải đổi our thành từ their. Number sentence B. Will Mrs. Nguyên's husband have dinner with the Smith? Why? Why not? Có phải chồng cô Nguyên ăn tối cùng với gia đình cô Smith không? Tại sao có, tại sao không? Các em tìm ra chưa nào? No, he won't, because he will have a business meeting in the evening. Không, ông ấy không có đi bởi vì ông ấy có một buổi họp mặt với các doanh nghiệp vào buổi tối hôm đó. C. How will Mrs. Nguyên go to Mrs. Smith's house? Cô Nguyên đến nhà của cô Smith bằng gì? Phương tiện nào? Taxi? No. Vậy phương tiện nào đây? Mrs. Smith will pick Mrs. Nguyên up at her hotel. Cô Smith sẽ đến đón cô Nguyên ở ngay khách sạn của mình. Các em có làm đúng như là đáp án vừa rồi không? Well done. Em làm chính xác như vậy thì giỏi quá. Wrap up. Nói tóm lại, qua thông qua học hết bài học này, chúng ta know some country in the world. Cô giúp các em biết được một số nơi thật là và một số đặc trưng của mỗi đất nước trên thế giới. Nếu có điều kiện, chúng ta có thể đi tham quan ở đất nước nào mà mình yêu thích. Know how to use passive voice, present participle and past participle. Và cô nhớ giúp các em nhớ lại cách sử dụng bị động, hiện tại phân từ và quá khứ phân từ. Bài học hôm nay đến đây là hết. Chúng ta có phần về homework như sau. Learn vocabulary by heart. Các em mới học thuộc lòng từ vựng. Viết từ càng nhiều càng tốt. Listen to the conversation again. Các em hãy lắng nghe bài đàm thoại giữa cô Smith và cô Nguyên. Write a vocabulary and answer in your notebook. Và các em nhớ cái người bạn đồng hành viết bài với mình thì mình cũng viết bài giống như bạn nhé. Prepare it, unit 10. Và soạn cho cô phần bài đọc của bài 12 tiếp theo. Và nhớ cho cô cái này.
Let's avoid corona, stay at home, learn online. Để tránh corona, ở nhà chúng ta cùng học online. Thank you for listening and watching. Bye, see you soon.